gì? Harry làm gì? Gẹo con. Harry gẹo con hả? Ôi Harry này kỳ cục quá vậy. Sao Harry gẹo xì xì khóc? Thôi xin lỗi sushi đi. Xin lỗi sushi đi. Gẹo sushi khóc hoài. Ngày nào cũng gẹo sushi khóc. Mẹ lau mũi nè. Nè rồi sushi con bớt nhõng nhẽo đi. Em gẹo con cũng khóc nữa. Nó gẹo rồi thôi. Nè mẹ lau mũi cho Harry nè. Rồi xong rồi. Mệt quá à. Suốt ngày gẹo sushi người ta khóc hoài à. Em kỳ quá ha si. Kỳ quá ha. Đúng ha. Em kỳ quá à. Lau mũi nè anh này ghẹo người ta khóc hoài, ngày nào cũng ghẹo sushi nó khóc, dành đồ chơi của sushi nè nó dành đồ chơi của sushi rồi nó chạy, nó bỏ nó chạy rồi sushi dí theo cũng được rồi khóc đó. Về đó mới đang quét dọn cái phòng mà nó vậy nè, nó quẹt đồ tùm lum.